Joe và nhà Hapa Gamer đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với King Legacy nha. Lại thêm một thế giới trái cây khác nữa rồi các bạn ơi. Mình cũng không biết nữa. Các bạn hãy đặt tên cho cái thế giới này nha. Vì đây là lần đầu tiên mình đến cái thế giới này cho nên mình cũng không biết trong này nó sẽ có cái gì thú vị nữa. Các bạn có biết không? Thế thì comment xuống phía dưới cho mình nha. Chắc chắn là mình sẽ đọc mà. Và để xem là mình sẽ đi được tới bao xa trong cái hành trình mới này. Thì các bạn đừng quên là bấm đăng ký kênh và bấm một cái chuông kế bên nữa để theo dõi hết hành trình này của mình nha. Mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì đây sẽ là những ngày đầu tiên của mình trong cái thế giới King Legacy các bạn ơi. Nó rất là giống thế giới trái cây luôn nhưng nó không phải nha. Đây sẽ là thế giới trái cây 2 của mình các bạn ơi. Đúng vậy, chúng ta sẽ bắt đầu một cái hành trình trở thành một vua hải tặc nha. Mình đã có mua game pass X2 kinh nghiệm đây. Như bạn thấy thì mình đã có sở hữu rồi nè. Và cũng như là một cái game pass X2 tiền đó. Và các bạn hỏi mình là kiếm đâu ra trái Pika đúng không? Đâu ta? À nó trốn trong này nè. Ui gì vậy? Làm gì vậy? Màu mèo vậy? À, ok, đây trái Pika của anh đây rồi. Dục da chanh luôn nha. Ok, bước ra đi em. Ok, đây anh ơi. Rồi ok, let's go. Rồi bây giờ mình chỉ cần cắn thôi, ăn nè. Đâu để đúng xem rồi. Coi là trái Pika ở bên này. Đúng rồi anh. Ồ cái gì? Ồ, đây là trái Mochi. Không biết là trái Mochi trong này nó có xịn không các bạn ơi. Nhưng mà mình nghe nói là trái Pika trong này là một trái farm ngon nhất. Sẽ khởi đầu bằng cái trái này trước nha. Còn những trái quỷ khác trong thế giới này mình sẽ khám phá sau. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua cái chỗ farm của mình. Nó ở đâu vậy em? Chỉ anh cho chết rồi, mới vô thế giới này không biết gì chưa. Bên đây anh. Ủa, cái gì? Cái đống này là gì vậy? À đống rác của em anh. À đống rác hả? À ok. Nhận rửa đây này anh ơi. Rồi, sao là nhận vụ em nào đây? Can you help me kill 4 hải quân hả? Chấp nhận. Rồi let's go. Oh shit. Yes, đại nhẹ. Wow, quá khủng khiếp. Xíu xíu ta. Khi ăn trái Pika vô là nó đánh anh không mất máu nè. Oh shit, quá khủng khiếp. Rồi nhưng mà anh tăng điểm đi anh. Ủa anh vừa làm cái gì đó khủng khiếp lắm hay sao mình sao ta banh xác hết rồi ta? Đúng rồi anh vừa làm một điều khủng khiếp. Làm gì mình cũng không biết luôn các bạn ơi. Wow ok rồi. Bây giờ là mình đã lên cấp 8 rồi. Ủa sao lẻ vậy? Một phát lên cấp 8 rồi. Holy shit. Đúng rồi anh, trong game này cày nhanh mà. Anh nên ăn cái gì đây? Đang vào điểm lock food đi anh. Có 32 điểm block food rồi. Đúng rồi. Trái cây của mình rất xịn rồi, đáng nhẽ nè. Bụm banh xác. Ơi quên nhận nhiệm vụ. Holy à, mình có chỉ ít luôn rồi anh. Ủa sao mình có chỉ ít luôn rồi? Tại vì cái chỉ số của trong đây là dựa theo chỉ số nâng của mình hết. À anh hiểu rồi, tức là trái quỷ nó đòi hỏi điểm kỹ năng là bao nhiêu thì mình chỉ cần nâng chỉ số thôi là nó sẽ mở phát kỹ năng cho mình, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ok trời tối rồi thì bây giờ mình tham xét đây cho nó sáng đi em. Ok anh. Tham xét đây. Chúng ta hay nhận nhiệm vụ nào. 4 thằng hải quân. Bây giờ mình sẽ thử test cái chiêu ít coi. Ánh sáng ma gum là gì đây? Anh nhảy lên đi anh. Nhảy lên bắn xuống hả? Ô. Ôi khá là giống bắn súng bằng ngón tay. Bắn là chiêu. Ôi nó có một cái súng đó nè. Wow. Bây giờ mình sẽ đánh 5 thằng bên thằng này cướp biển hơi. Rồi chơi. Bắn. Ôi sao trái Pika mạnh như vậy. Kìa. What? Đêm. Trời ơi sao cái game này lên cấp quá là đơn giản vậy. Ok tiếp tục nhận nhiệm vụ các bạn ơi. Bắn. Ôi chiêu này hơi yếu. Chiêu Z yếu quá. Chiêu X mạnh hơn. Level 20 rồi. Mình đi đánh boss luôn. Trời level 20 đi đánh boss luôn. Holy shit. Từ từ okay. Anh muốn farm lên thêm để mà mình năng được chiêu vơi rồi. Lúc đó đi đánh boss được không? Dạ được anh. Chơi nè. Gương sáng. Go. Không cái này anh tưởng từ sai. Không phải đẹp. Gương sáng nè. Oh shit. Ôi chiêu này hơi bị ngầu nha. 100 điểm để có được chiêu vơi rồi. Ok let's go. Let's go. À nhiệm vụ boss đây nè. Nhiệm vụ boss là cấp 20. Nói đâu vậy? À trên này hả? Đúng rồi anh. Ui gì vậy? Nó chữ skill đó anh. Nó là smoke hả? Đúng rồi anh, đây là anh smoker đó anh. À, rồi anh smoke nè. Trời ơi, smoke những siêu vậy? Trời ơi kìa. Trời ơi. Mình bắn có 2 chiêu cơ anh mà smoke chết luôn rồi. Anh smoke nữa bị yếu nha. Đúng rồi anh, nhưng mà anh spam lại kìa. Ở spam lại rồi, what the hell boss trong này sao? Dâu. Chưa đầy 10 giây nữa nó đã hồi sinh rồi anh. Ok, anh sẽ dùng chiêu vơi coi. Rồi, gào cản nhẹ. Oh shit. Ui, machine gun hả? Mà sao yếu siêu vậy? Hay là mình dùng không đúng ta? Gào cả nhà, let's go. Ui dâu. Bây giờ mình cấp 32 rồi, mình có qua được một khu vực mới chưa em? Chưa đâu, còn một cái nhiệm vụ level 30 nữa anh. Dạ, chỉ là mình 32 rồi nè, đi thôi. Let's go, qua đây anh. Đây, nhiệm vụ boss đây luôn, Tatsugi. Tatsugi, ok. À, mời anh. Ê, gì vậy? Cái gì vậy? Trả lời mình đụng chúng nhão thật em ơi. Chỉ số phòng thủ mình quá yếu rồi, mình cần phải năng như phòng thủ thôi. Đúng rồi anh. Rồi 380 máu, anh reset nha. Mình sẽ dùng chiêu sơ trước. Rồi bắn nha. Ui cái chiêu ít quá là khỏe. Chiêu vơi, machine gun. Đó. Chết luôn, trời ơi. Quá khủng khiếp. Rồi tiếp tục thôi. Anh bắn nó nửa cây đi anh. Bắn nửa cây hả, tại sao? Rồi nửa cây em ơi. Holy shit. Ôi được luôn hả? Anh. Wow, quá hay em ơi. Tiếp tục farm thôi. Rồi bắn đi em.
Ôi ôi, 50 luôn. Giờ mình sẽ qua một hòn đảo mới anh. Đảo mới luôn hả? Rồi, New Island. New Island, let's go. Ok, đảo này đúng chưa? Đảo thời, đảo thời. Let's go, đi thôi. Let's go, đi thôi. Xe spawn trong nhà này anh à. Rồi, xe spawn xong rồi. Giờ mình qua đây mình đánh thôi anh. Chẳng dụ, level 50, đánh gì đây? À, 6 hàng, Swordman. Ở đây 3 hàng, bên kia cũng 3 hàng luôn anh ơi. À, ok. Đó, bắn bắn gì chiêu chiêu, let's go, xong. Ui 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 ui, quá khủng khiếp. Nhanh thiệt hả? Machine gun, let's go. 76, boss đâu? Đập, đập bể đầu nè. Mình đi đập bể đầu bất kỳ nha anh. Bất kỳ luôn hả? Wow. Đúng rồi, đây luôn. Rồi, cái này là 75. Chơi. Chơi anh. Sao? 30 bất kỳ anh không sợ đâu. Rồi, yes. Rồi, chơi. Bơi. Chơi luôn. Rồi, bắn. Yo, trời ơi, nó đơn giản quá người ta, cái thế giới này. Ai, không có gì gọi là thử thách đó chị ta. Bây giờ sẽ đánh nó nửa cây của em kích liễu cho nhanh nha. Ok anh ơi. Rồi, một chiếc xơi. Hết. Xơi. Rồi, vô đi em. Đó. Rồi, vô đi em. Chị biết hài quá ha, chiêu. Go. Go. 102. Anh không nghĩ mình yếu đuối để mà anh nhớ tới việc anh sẽ nâng điểm luôn á em. Wow. Anh sẽ nâng 150 vô trái cây phòng thủ. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên đảo mới đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đi, rồi, đi thôi. Anh có gì bay luôn á. Ok, bay. À, anh đang yếu máu nên anh bay chậm á nha anh. Không sao, vẫn nhanh hơn em. Không, em không. Ok, em qua trước rồi. Nhận nhiệm vụ ở đâu đây? Chest spawn đi anh. Level 100, 4 hằng. Đây là chỗ mua Gripbo hả? Dạ đúng rồi anh. Gripbo bao nhiêu tiền? 50k. Anh không đủ tiền rồi. Rồi, đặt chest spawn. Ok, giờ qua đánh với anh này thôi anh ơi. 4 anh thôi. Wow, chiêu hồi rất nhanh nha. Chết vậy. Rồi, đúng không? Đây. Đúng rồi, đúng rồi. Sẽ có con tên là Captain đó anh. Ôi, anh Captain thấy ghê vậy. Đúng. Vô 200. Ở đó, lộn 120. Nhờ em vừa đánh anh Captain luôn. Một anh duy nhất. Là anh dưới đúng này rồi. Không? Đúng rồi anh đánh đi. Ok anh ạ. Trời ơi, chưa ít quá mẹ em ơi. Thấy chưa, ít margin ánh sáng còn mạnh hơn chưa gào cản nhẹ nữa. Đúng rồi. Đáp lại là chưa ít ăn tiền nữa. À, chưa ít là chưa ăn tiền của trái Pika đúng không? Đúng rồi. Tiếp tục thôi. Chiu, let's go. Rồi, let's go, 145 rồi em ơi. Vụ mới trên đây luôn, tay rượu anh. Rồi, anh tay rượu nha. À, ok anh. Rồi anh ơi. Bơi. Go. Go. Rồi giờ nửa cây do lẹ nha. Wow, một chuyến thôi là được rồi. Mình sẽ farm lên cấp bao nhiêu đây? 200 anh. Rồi vô em. Oh shit, quá nhanh. Đúng rồi. Chết. Mình cứ đang chơi game không người ta. Mình đang chơi game kiểu gì vậy? Phong cách chơi này tệ quá. Đúng rồi, tệ. Rồi vô em. Ồ, 98 em ơi, 20 cái thôi là 200 nè. Ok anh ơi. Rồi, bắn. Vô, 200. Let's go. Anh đủ tiền mua Gripbo rồi anh ơi. Ồ, shit, 118 ngàn luôn rồi nè. Rồi, sợ anh có thiếu gì tiền đâu. Đây đây, bóng ép là gì? Ủa? Ép để dịch chuyển đó anh. Gripbo đã có. Rồi, khi nào mới có Haki em? Ờ, Haki tới 500k lượt. Ồ, shit, vậy là hành trình mua Haki còn khá là dài đúng không em? Còn Haki quan sát nữa. Thế thì còn cái nhảy liên tục thì sao? Anh nhảy được có 1 cái hả? Anh phải nâng điểm melee anh. Bao nhiêu điểm mới được nhảy? Tùy theo anh, 900 thì em nhảy được 8 lần. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ qua đảo mới để tiếp tục farm level thôi em ơi. Let's go. Ok anh, đảo phía trước mặt mình luôn á. Ok, bay thôi. Trời ơi, bay ghê, holy shit nhanh quá vậy. Không vui. Không vui hả? Rồi, không vui. Hình như sắp trời tối em ơi. Em xin đây nha, chuẩn bị giờ. Bây giờ mình tiếp tục cái hành trình đi farm cấp thôi. Let's go. Let's go. Nhiệm vụ đâu vậy? Phải 250 hả? Này 250. Trời ơi, thằng nào 200? Hình như mình nhầm đảo em ơi. Đúng rồi, nhầm đảo thiệt anh ạ. Gì đảo là mới đúng. Hình như mình phải farm lên 250 lần hả? Đúng rồi anh. Oh shit. Ok, quay lại đảo cũ thôi. Gì trời. Rồi, phá cuối. Rồi, let's go. Rồi, 250. Cũng thằng đầu bếp ở đâu? Càng.
Hay em gửi lên tới 300 hả ta? Ok, let's go. 300. Lần này mình sẽ đi đánh anh xanh gì nha anh ơi. Ủa, đánh anh xanh gì hả? Đúng rồi anh. Sao lại đi đánh xanh gì? Dán chịu đi anh. Đánh xanh gì hả? Thiệt luôn hả? Mày có. Anh gì đập bới đâu anh ơi? Anh gì không đụng được người anh đâu, hiện mình đâu có chết. Ôi, anh sắp chết rồi nè. Ôi, let's go. Let's go. Nửa cây rồi em vô nha. Em dương cung sẵn rồi. Ôi, một chữ ít thôi đủ đam rồi. Một chữ ít thôi là đủ rồi. Đó. Rồi. Ok, let's go. Đảo mới. Đi qua đây luôn anh. Không, anh nhiệm vụ mới anh. Ủa, nhiệm vụ mới hả? Trên đây hả? Tới thêm con boss nữa mà. À, lại thêm con boss nữa, vẫn chưa rời khỏi được cái đảo này. Đúng rồi. Boss gì đây? Anh chơi nó cho. Đây, level 350 anh. Này lần gì vậy? Ui, gì vậy? Ui, ui, ui. Ui, cái gì, Trời, trời. Sợ. Game này toàn nhảo thật không ạ? Đúng rồi, toàn nhảo thật là tài cao mà. Ôi dù, chịu sao nổi 4 triệu chết. Phạm lên 600 thôi. Ơ, à, lộn 400 thôi. Chính rồi, cái nữa. Level nữa thôi. Rồi, 400 rồi. Mình qua được đảo mới rồi đúng không? À, mời anh ơi. Mình bỏ quên thiếu sót một đảo anh ơi. Đảo gì? Đảo của anh Long anh ơi. Đâu, qua thử thôi. Đảo lấy cấp mấy? Level 180 anh. Bảo cho anh thấy sai. Tự nhiên mình đang ở đảo lấy cái depot xong mình tự nhiên bay qua đảo này luôn. À, đảo này là đảo 180. Đúng. Oh shit, nó đánh anh kìa. Đang sống rồi. À, vậy mình lấy cái depot xong là mình ra bên này chơi. Ơi, chết luôn rồi. Ở đây có boss gì không ta? Có anh. Đây, boss nằm đây. 130. Đúng. Anh ơi, bên đây. À, thằng này. Ôi. Trời. Nó chém anh gần bay hết cây máu luôn rồi. Đánh nó hên xui được cái cây kiếm nó rồi. Kiếm giống nó hả? Cây giống nó. Rồi ok. Thôi mình đã nhảy cốc qua cái đảo này luôn rồi ơi. Không cần phải lại đây đâu. Mình vô mình ngắm cái thôi. Giờ mình qua đảo 400 nè. Let's go. Ok anh. Đi thôi. Cái đảo ba cái núi bên kia hả? Đúng rồi anh. Chính nó. Thác bên đảo tiết. Ây da. Qua đảo này nó có màn sương tiết gì nè. Rồi đặc điểm spawn. Chủ nhận vụ ở đâu em ơi? Này nè, thằng này nè. Chúng ta sẽ giết năm thằng gì đó. Đó anh. Ok, nhận vụ. Lấy vào 400. Năm thằng bên đây nè. Rồi, hai hàng bên này nữa. Tao tới level 450 nên mình qua đánh boss luôn anh ơi. Ok. Oh shit, 450 rồi em ơi. Ok, đây giờ mình đi đánh boss. Vụ nè. Đây, boss đây luôn. Đó, boss lần nào vậy? À, này đúng không? Ôi, nó ném bơm kìa. Bơm kìa lắm á. Rồi, không sao, anh không sợ mấy này đâu. Chết. Xô. Bây giờ nửa cây cho lẹ nha. Ok anh ơi. Cầm cung sẵn đi. Ây da. Farm lên cấp mấy ta? Mình farm lên 500 luôn. Rồi, 500 rồi nè. Let's go. Giờ mình đi qua đánh chopper anh ơi. Đây anh. Vô bên này đúng không? Rồi anh. Chopper đó anh. Cái gì? Tại sao chúng ta lại đánh chopper? Game nó vậy đó anh. Tại game này kỳ quá vậy. Sao anh lại đánh chopper được? Game này kỳ cục quá à. Ôi chịu rồi, nhiệm vụ bắt đánh chopper thì đánh thôi. Đúng rồi anh. Ôi, anh chopper mạnh quá vậy. Oh shit. Anh hiểu tại sao mình phải đánh chopper chưa? Ok, nó giết anh. Anh phải đánh nó thôi. Đúng rồi. Rồi, chết. Rồi. Rồi chết nè. Rồi. Bánh xác, let's go. Wow, let's go. Rồi, giờ nửa cây vô lẹ nha. Ok anh ơi. Rồi, let's go, 25 rồi em ơi. Giờ mình đi qua đảo mới luôn anh ơi. Đảo nào, chúc mừng đúng không? Ui, chụp bên. Thôi, tha cho anh đó. Đảo tiếp theo là đảo gì đây? Đảo của Rokudai anh ơi, Alabasta. Rồi, nó tới sa mạc rồi, khá là nóng. Đặt điểm spawn ở đâu nhỉ? Đây. Đã đặt điểm spawn. Vũ nằm trong nhà nè. Rồi, nhắm vũ, 525. Đánh một thằng hả? Ui, anh boss mà. Boss mà. Mới qua đảo mới chúng ta là đánh boss. Oh my god. Đảo này full boss mà. Đảo này full boss luôn, không có quái. Đúng. Oh wow. Không có quái. Mà mấy con lại không sợ đâu. Sợ gì boss. Let's go, bệnh xác. Lên cấp bao nhiêu đây? 625 luôn anh ơi. Oh wow, rồi, chơi thôi, nửa cây vô lẹ nha.
một con boss cho 5 cấp. Ba rồi em ơi. Rồi 64 rồi. Ơ 24 rồi. Thêm level nữa thôi. Rồi let's go. Let's go vào đây luôn anh ơi. Đánh với anh boss bơm nha. Boss bơm luôn hả? Cẩn thận anh nổ nha anh. Anh sẽ không làm anh bắn sát được đâu, yên tâm. Mình đánh anh bơm lên cấp mấy ta? Lên level 725. 725. Đúng rồi anh. Thêm con ở đây rồi tham xét đây. Ok anh ạ. Kìa. Ờ sao nó né được nha. Ờ sao nó né hay vậy. Ôi dồi. Nó né được hay. Mình tham xét đây đi. Cho trời sáng nhưng mà tới thui rồi. Để em tham xét đây cho anh. Tiếp tục cũng vậy thôi em ơi. Let's go. Ok anh ơi, let's go. Quýt em vũ. Wow. Wow. Chín, trời ơi, nhìn khó chịu quá. Nhìn ngứa mắt quá. Let's go, 702. Nhìn khó chịu quá. Thôi, mình cố lên 725 đi em ơi. Ok anh ơi. Hy vọng là 725 nó sẽ tròn. Ui, 74 em ơi. Không 75 được. Lỡ em ơi, farm nốt lên mình qua con boss cuối của đảo này đúng không? Dạ ok anh ơi. Rồi, phá đảo luôn cái đảo này đi, let's go. Đi thôi, let's go. Ok, let's go. 725, vua của cát. Oh, shit, đâu vua cát ở đâu vậy? Nghe tên ngầu đúng không anh? Tên này đúng không? Đánh vui đi anh. Ok. Vô trong nhà chơi luôn. Đúng rồi, anh vô trong nhà mình đi anh. Ây da. Ây da. Đúng là vua của cát, chết tiệt. Anh này trong nhà khó phạm quá. Đúng rồi. Rồi. Ok, mình đã đánh được anh vua cuối cùng của cái đảo cát rồi. Bây giờ muốn qua đảo mới là mình phải cấp 800 đúng không em? Dạ đúng rồi anh, 800 đấy. Nhưng mà anh thấy là cái một ngày của mình nó đã quá dài rồi. Đúng rồi anh. Đúng rồi. Quá dài rồi. Đúng vậy, nên là mình sẽ dừng cái ngày hôm nay ở đây thôi các bạn ơi. Và nếu như bạn muốn mình làm cái gì trong cái thế giới King Legacy này thì đừng quên là comment xuống phía dưới nha. Chắc chắn là mình sẽ đọc và mình sẽ thực hiện theo thôi. Vì các bạn là fan cứng của mình mà đúng không? Thế thì giúp cho mình một like nha. Bấm đăng ký kênh và bấm một cái chuông kế bên nếu bạn là người mới. Mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày. Nên là bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì chúc các bạn có buổi tối tốt lành nha. Bye bye.